Hôm trước mình đã hứa với các bạn thì hôm nay mình sẽ tiến hành exchange cầu thủ Vlahovic các bạn. Thì hiện tại là mình đã có được 1.000 ATK boy nha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thì mình sẽ gỡ bỏ cái trên live up. Trước tiên mình phải gỡ bỏ vào trang này mình đang sử dụng nha. Mình vô đầu của mình rồi, mình sẽ thay thế cầu thủ Vlahovic, mình sẽ đổi cầu thủ Vlahovic của mình nha. Rồi mình sẽ upload, rồi mình sẽ đánh lại phần team update chia nè, tiếp vào đây nha. Mình cứ bấm nhầm ấy nè. Rồi mình sẽ đi đánh bằng attacker các bạn. Rồi mình chọn vào viết nha, go to exchange, mình sẽ add nó viết vào nha. Rồi mình 1.000 exchange này, rồi khi mình thực hiện exchange này mình sẽ đổi được cầu thủ Vlahovic nha các bạn, chỉ số 90 và mình kiếm được 10 Starter Boy nha. Mình sẽ vô thay thế Euro bằng Vlahovic. Cái chỉ số của Vlahovic dứt điểm 99, tốc độ chạy 93, shooting 99, vị trí 98. Nói chung bộ chỉ số của Vlahovic rất là ok các bạn. Đánh đạo 92 các bạn. Vì cao 1m90. 90 này các bạn ha. Rồi mình sẽ up. Sẽ up server lên. Boost các bạn, tại vì mình không cao cầu thủ đây thường xuyên cho nên mình chỉ boost thôi, mình sẽ không nâng tại vì nâng lên lên các bạn lưu ý là nếu nâng lên bán thì không được nha các bạn. Bán thì nay nó có nếu mình nhận được cái phần nếu mình nhận được cái phần trong cái Starbucks à, thì Starbucks có điều bán này. Lúc trước là bọn dùng cái FIFA Bad Boy để đổi đúng không? Để chuyển đổi cầu thủ đúng không? Thì bữa nay nó sẽ có cái phần này. Có thằng này để dùng để mình ví dụ giả sử như mình không dùng FIFA Boy sẽ có cái phần training transfer tầm này thì sẽ thực hiện chuyển đổi. Ha. Rồi mình sẽ đi vào chơi một trận V-Attack với Vlahovic xem nó đá như thế nào nha. Thắng thua không quan trọng. Thank you.
đi bóng rất vô ban đầu khuyên các bạn không nên dùng cái bảng này rồi. Giờ mình thêm đá một trận bia tách nữa các bạn xem như thế này. Thank you.
thôi phần review về Black Huyết của mình là và phần Exchange đã hoàn thành các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.